Gần 310 vui mừng rời các khu cách ly ở Nghệ An. Nhiều tài xế buộc phải quay đầu tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tạm đình chỉ công tác phó giám đốc bệnh viện cưới vợ cho con trong mùa dịch. Người dân cần đảm bảo an toàn khi mua sắm trong mùa dịch bệnh. Hai chiến sĩ công an hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe cướp giật. Phút đời thường hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ấm áp về 15 ngày làm cơm vui vẻ tặng người bán vé số. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Bích Ngân của chương trình Góc Nhìn Trưa nay. Mở đầu chương trình hôm nay là những thông tin mà chúng tôi cập nhật về tình hình dịch COVID-19. Tính đến 7 giờ hôm nay, trên thế giới có 1.014.296 ca nhiễm, 52.982 ca tử vong và 212.018 ca phục hồi. Riêng tại Việt Nam đã ghi nhận 233 ca nhiễm, 75 ca phục hồi. Trong các khu cách ly tập trung, đội ngũ phòng chống dịch đang phải gồng mình chống dịch. Mỗi ngày trôi qua được xem như là một cuộc chiến. Và vừa qua, tại khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức bàn giao các công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Đây chủ yếu là những công dân của tỉnh Nghệ An làm việc tại Lào và Thái Lan được cách ly từ ngày 19 tháng 3. Ai cũng phấn khởi khi hoàn thành việc cách ly. Thời gian ở 14 ngày về đây thì bọn tôi thấy ở đây tiếp đón, chăm sóc từ bữa ăn cho đến giường chồng, nhà cửa rất sạch sẽ. Thì qua đây thì cũng gửi lời cảm ơn đến sự đón tiếp, sự chăm sóc của cán bộ, anh em bộ đội. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo khi trở về gia đình địa phương, các công dân tiếp tục tuân thủ việc theo dõi sức khỏe bản thân, tự cách ly theo dõi thêm 7 ngày tại gia đình và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có các triệu chứng bất thường. Theo dự kiến tới đây thì Tư lệnh quân khu 4 này giao cho Bộ Chỉ huy tỉnh Nghệ An là sẵn sàng tiếp đón 10,000 công dân về trên địa bàn. Cho nên cái lớp mà công dân bà con của chúng ta đã hết hạn cách ly thì cũng rất phải chia sẻ, rồi là phối hợp để hợp tác với lực lượng để chúng ta tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ mà chính trung ương đảng và nhà nước rồi là quân đội giao. Như vậy, trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 4, đã có gần 300 công dân tại các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh ở Nghệ An hoàn thành thời gian cách ly trở về với gia đình. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 18 tháng 3 đến nay, tỉnh Nghệ An đã đón tiếp 71 đợt công dân từ nước ngoài, trong đó cách ly tập trung tuyến tỉnh hơn 6.110 người. Thưa quý vị, để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 2 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với quân đội, nhân viên y tế sẽ tiến hành kiểm tra y tế đối với các phương tiện giao thông di chuyển qua các chốt kiểm soát y tế trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Ghi nhận tại các chốt kiểm soát, các tài xế, người đi xe sẽ được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và thông tin lịch trình di chuyển. Hầu hết người tham gia giao thông đều nghiêm chỉnh chấp hành việc kiểm tra. Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 là đã phối hợp với lại các đơn vị chức năng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là chốt chặn tại cầu Bạch Đằng để kiểm tra thân nhiệt và cũng như là hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh là tiến hành cái điều tiết giao thông để kiểm tra khai báo y tế cũng như là đo thân nhiệt. Nhiều phương tiện ra vào thành phố Hải Phòng không có lý do chính đáng đã buộc phải quay đầu vì lệnh cách ly toàn xã hội. Tuy gặp phải không ít phiền toái khi phải quay đầu sau một chặng đường khá dài, nhưng các tài xế tham gia giao thông đều chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Việc kiểm tra giám sát chặt chẽ tại các tuyến đường bộ góp phần tích cực trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Một vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ dư luận, đó là thông tin xôn xao đoàn xe rước dâu 20 ô tô của con trai phó giám đốc bệnh viện trong mùa dịch. Trước sự việc này, thì vào chiều 2 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản về việc tạm đình chỉ công tác và xem xét xử lý trách nhiệm vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với một phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh tạm đình chỉ công tác đối với Lê Anh Hùng, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân ông Hùng và tổ chức liên quan nếu có, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 4. Một số người dân cho biết trước đó đêm ngày 30 tháng 3, gia đình ông Hùng đã thuê phòng nghỉ cho họ nhà gái ở khách sạn Đức Tài, huyện Hương Khê để sáng ngày 31 tháng 3 tổ chức rước dâu.
Thưa quý vị, nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho người dân trong 15 ngày cách ly xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các chợ siêu thị sẽ vẫn hoạt động bình thường. Ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều siêu thị ngoài cung cấp đủ nguồn hàng thì bên cạnh đó cũng trang bị những biện pháp an toàn để phòng tránh dịch bệnh cho người dân đến mua hàng. Để đảm bảo an toàn cho khách đến mua sắm, các siêu thị cũng đã thực hiện các công tác phòng chống dịch như đo thân nhiệt, trang bị nước rửa tay sát khuẩn ở cửa ra vào và bố trí vị trí khách hàng đứng xa nhau. Ở các quầy thực phẩm hay quầy tính tiền, người dân sẽ đứng theo vị trí đánh dấu dưới sàn nhà nhằm đảm bảo cách nhau 2 mét. Về việc thông báo giờ mở cửa thì cửa hàng mở cửa từ lúc 7 giờ 30 cho đến 22 giờ hàng ngày. Còn về nguồn hàng thì cửa hàng luôn luôn đầy đủ. Lượng hàng gọi là luôn luôn dự trữ dồi dào tăng gấp 6, gấp 7 lần bình thường trong ngày thường. Nên người dân vẫn cứ yên tâm mà đủ nguồn lương thực thực phẩm mà siêu thị cung cấp cho các hàng. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì mình phải có khoảng cách ít nhất với mọi người là 2 mét. Thì siêu thị đã làm rất là tốt điều đấy khi mà giữ một cái khoảng cách giữa những cái người thanh toán tiền. Thì theo mình thì đây là một trong những biện pháp để giúp cho cái khoảng cách của mọi người không nên tụ tập với đông người. Theo mình thì tụ tập mua thực phẩm thì nó hiện tại trong mùa dịch này thì nó thật sự là không có an toàn. Tuy nhiên thì ở siêu thị thì cũng có trang bị cho mình nước rửa tay và khoảng cách lúc mà mua hàng thì cũng khoảng cách là 2 mét. Về việc giữ khoảng cách khi mua sắm, không phải ai cũng tuân theo. Dù đã có bố trí vị trí đứng, thế nhưng nhiều người vẫn chưa thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách an toàn tối thiểu. Trong 15 ngày vàng thực hiện cách ly xã hội này, người dân cần nên tuân thủ các biện pháp an toàn nhằm bảo vệ bản thân trong mùa dịch. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Vào khuya 2 tháng 4, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường. Trong lúc làm nhiệm vụ truy đuổi, hai cán bộ chiến sĩ của Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã hy sinh. Thông tin cập nhật vào sáng nay, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8 người liên quan đến vụ việc. Trước đó, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nhận chỉ đạo triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nói trên. Trong quá trình truy đuổi, đến đoạn đường gần cầu Mân Quang, đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, hai cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Sơn Trà đã hy sinh, gồm một đại úy 41 tuổi và một trung sĩ 23 tuổi. Ngoài ra còn có một người dân đi đường cũng bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra. Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra truy xét vụ việc một người đàn ông bị chém rớt bằng tay trái xảy ra trên đường Tân Chánh Hiệp 10 thuộc phường Tân Chánh Hiệp vào chiều 2 tháng 4. Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông trên 30 tuổi điều khiển ô tô trên đường Tân Chánh Hiệp 10 đã bị một nhóm thanh niên chặn xe, sau đó bị người trong nhóm này dùng hung khí chém rớt bàn tay trái. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc đã rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc. Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 3 người, gồm Trần Văn Hùng, 29 tuổi, Đoàn Văn Thiết, 35 tuổi, Cao Xuân Tú, 22 tuổi. Trong nhóm này, Hùng và Thiết bị khởi tố về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Còn Tú bị khởi tố về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Qua Facebook, Hùng quen biết với một bé gái 15 tuổi, trú tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 27 tháng 3, bé gái bắt xe khách vào gặp Hùng tại thị xã Ba Đồn. Sau đó, Hùng đã đưa nạn nhân vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi giao cấu. Sáng hôm sau, Hùng và Thiết cùng sử dụng ma túy và tiếp tục đưa nạn nhân đến một nhà nghỉ ở xã Quảng Hòa. Tại đây, Thiết cũng thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Đến tối cùng ngày, Tú đến phòng nghỉ mà nạn nhân đang ở. Tú cũng sử dụng ma túy và có hành vi dâm ô với nạn nhân. Những ngày cuối tháng 3, trong khi nhiều người bán vé số ở thành phố Hồ Chí Minh rơi nước mắt và hết sức lo lắng khi nhận thông tin tạm ngưng phát hành vé số trong 15 ngày để chống dịch COVID-19. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, ngay lập tức, tại con hẻm 248 đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, bỗng xuất hiện một bảng thông báo đậm tình người với nội dung phát cơm miễn phí, hỗ trợ người bán vé số trong 15 ngày. Có thể nói trong lúc này, mọi chia sẻ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn như một cách để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng chống dịch bệnh. Việc làm này xuất phát từ sự đồng cảm của một người chủ quán cơm với một người nhân viên phụ quán lớn tuổi, từng làm việc tại quán
nhưng nay đang mưu sinh với nghề bán vé số dạo. Không bán vé số nữa thì cấm, không phát hành thì cô biết làm cái công việc gì? Đột ngột trong vòng 15 ngày tới bây giờ thì mình mới nghĩ đến chuyện là mình giúp cho cổ một phần cơm, rồi sau đó mình giúp được cô thì mình sẽ giúp được nhiều người khác. Từ cái suy nghĩ đó thì mình nói thôi, trong vòng 15 ngày thì mình có thể gồng được mỗi ngày 30 suất. Mà may quá là khi mà mình suy nghĩ đến điều này, khi mà mình làm, mình viết ra và mình chia sẻ cái ý tưởng này trên Facebook đó, thì rất là nhiều bạn đã hỗ trợ, nhất là những cái nhà hàng mà họ bị đóng cửa đột ngột về quán ăn quán nhậu á, thì họ không còn hoạt động được nữa thì họ chuyển cái vật tư về để mà mình nấu, tránh đi lãng phí xã hội mà giúp được nhiều người. Những suất cơm phát ra được chị Lài gọi tên là những suất cơm vui vẻ, bởi người làm ra nó làm bằng niềm vui và người nhận lại cũng rất mừng. Suất cơm vui vẻ trị giá 39.000 đồng, bao gồm đầy đủ rau, thịt, canh và đồ tráng miệng, được đóng lại cẩn thận trong hộp. Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19, người nhận cũng sẽ tuân thủ nội quy chuẩn mùa dịch, sát khuẩn tay trước khi vào nhận cơm, đeo khẩu trang, đứng cách xa 2 mét và trật tự khi nhận. Vô tình đó, ngày hôm qua đi đó rồi gặp được á, mừng lắm, nhưng quyết bữa trưa đó không có miếng cơm ăn đó. Mà ngày hôm qua lên đây thấy được có phần cơm rất là mừng đó, và bữa nay lên tiếp để coi có hay không đó, cô rất là mừng luôn á. Cảm thấy buồn chứ, mình kiếm hàng ngày tiền mà để sinh sống mà nghỉ vậy là nhà nước thì cho nghỉ là phải nghỉ thôi, chứ làm sao giờ có mấy tụi em làm từ thiện vậy là rất là vui. Ban đầu chị Lai cố gắng mỗi ngày phục vụ khoảng 30 suất ăn mỗi ngày, phát từ 4 đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên với sự lan tỏa lớn, lượng người khó khăn đến nhận cơm quá đông, nhiều người thực sự cần lại chưa nhận được. Được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và các nhân viên, chị Lai đã cố gắng tăng số lượng suất ăn lên. Trong ngày thứ hai phát cơm, đã có 90 suất cơm chiều được trao đi. Em cảm thấy là trong mùa dịch này thì mùa khó khăn, ai cũng phải mất việc. Thì chị chủ cũng tạo cơ hội cho nhân viên, thì chị cũng biết là mọi người ở đây cũng khó khăn. Người khó khăn thì còn rất nhiều, mình đủ rồi thì mình hãy nhường lại một phần của mình cho họ. Chứ đừng thấy có cơm rồi tới xếp nhau dành, rồi những người nghèo họ tới họ lại không có cơm họ ăn, những người cơ nhỡ chế số thì họ lại không có họ ăn. Ngoài cái việc duy trì cuộc sống cho nhân viên á, thì mình còn muốn cái duy trì một cái tinh thần tích cực để cho các bạn tin là cái mùa cúm này nó sẽ nhanh qua thôi. Và mình muốn các bạn hiểu là không phải lúc nào mình có dư mình mới đi giúp đỡ người khác, mà là khi khốn khó là cũng cần ở nhau. Và thật tâm mình thì mình không chỉ muốn phát trên Phan Đình Phùng ở quận Phú Nhuận, mà mình muốn là các cái đại lý vé số họ tương tác nhiều với những cái người lao động bán vé số, họ liên hệ với mình để họ cùng mình phát cơm tại những cái địa phương của họ, ví dụ như Gò Vấp, ví dụ như Bình Thạnh. Mình chỉ là một cái hạt nhân thôi, và mình muốn gieo cái hạt nhân này đi đến nhiều nơi hơn. Dù kinh doanh gặp nhiều khó khăn, áp lực cầm cự để nhân viên không mất việc và đủ thứ chuyện mùa dịch, thế nhưng với chị Lài, đây mới là lúc thực sự cần tinh thần lá lành đùm lá rách. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Còn bây giờ, Bích Ngân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.